bắt một người con tim tan vỡ vì yêu đắm say một người, một người không phải nỗi. Lạc lối ở trong những suy nghĩ về chẳng cảm giác vừa có người yêu cứ sao mơ màng vậy ta anh đến. I've been reading books of the legends and the memes. I could vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư Hà Đông, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba, vợ là một chút men say, vợ là kiểu là hôm nay tôi đi về muộn đấy, mà tôi lại sợ mẹ la cho nên là tôi ga hết cỡ luôn. Khổ nỗi là xe tôi lại bị kẹt ga, tức là ga lên nhưng mà lại không phanh được. Thế là gần đến nhà tôi mới đâm vào cái đống rơm ngã đập đầu xuống đất luôn. Nhưng mà ông biết sao không? Thì hôm nay là tôi bất tử đấy. Đẹp trai như thăm nếu cảm thấy thức thì có thể yêu chơi. Nhìn tay trái anh chèn vào eo, tay phải ta nơi đừng ghen hứa, giờ mình còn gì đâu. Còn môi con người tờ, bạn cũng là đem đi để bán ca. Bà nơi đừng ghen hứa, nhà mình còn gì đâu. Còn môi con người con này không khéo tâm thần mất, phải kiếm cho nó thằng đàn ông thôi. Dạ. To the top, oh yeah. Get the fuck, shut the fuck up. Get. Thank you.
My dick is like an accent mark, it's all about the over E. Chúng hay hụt, em chắc là họ không hụt nhỉ. Chỉ có bạn trai, anh ấy không bao giờ hụt chỉ chụt. Đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu, bạn cũng là đem đi để bắn cá. Bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu mà bạn cũng đem đi để bắn cá. Nghĩa là dở rồi.